Morning, miss. Okay, so, rồi, sáng nay cô dạy mấy em, xong rồi thứ tư mình học online thêm buổi. Để cô coi sao đã, tại vì nhà cô có ông xã mới bị F0, xong rồi cô cũng không biết mình sao. Hiện tại thì test ra cũng một vạch thôi, nhưng mà để theo dõi sức khỏe thêm đã rồi đi dạy sau, cho nên là tuần sau chúng ta dạy online. Tạm thời như thế. Cho nên là lịch sáng thứ tư thì hai tiết đầu mình online, còn nếu mấy tiết sau mình học ở trường thì hoặc là lên trường sớm, còn không thì xin thầy cô nghỉ sớm môn này chút xíu rồi vô môn kia trễ chút nếu mà học offline. Let's continue with speaking of speech. Phần trước chúng ta đã đi tới xong cái phần về voice inflection. Phần voice inflection khá là khó sửa cho các em, bởi nói thì nói lên giọng xuống giọng rồi nhấn mạnh kéo dài, stress vậy thôi, chứ nó đang là một cái thói quen của nhiều em rồi, rất là khó sửa. Ví dụ như bạn đang phát âm, là cái việc mà chỉnh phát âm là ta đã khó rồi, có gì mà chỉnh qua cái phần stress. Tuy nhiên là nếu mà mình tập á, thì vẫn được, không phải không? Các bạn chịu khó mình tập. Okay, Chester chúng ta vẫn chưa có làm được hôm nay. Chester. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái bài mẫu. Rồi sau đó các bạn sẽ tập và thực hành cái bài này. Okay, so this is a demonstration speech. And this is Terry. She is going to demonstrate how to make a tuna sandwich. Okay, so as the previous presentation, she also mentioned why she think is necessary for you to know how to make this sandwich, because it's healthy, because it has a lot of protein. So it's not that information, but she also instruct the listener how to make it step by step. And when you instruct people how to do something, it means this is a demonstration speech. So not only a kind of food, it can be also a kind of drink, how to make a craft, how to use something, like how to use a machine, how to use a software, how to build a house, how to build something.
how to build, how to make, how to cook, etc. So those activities are called demonstration speech. So in demonstration speech, we aren't just trying to inform the audience. We are trying to teach them how to do something. So if you want to know if whether your presentation is successful or not, how can you check it? Okay. A successful demonstration speech means at the end of your presentation, the listener knows how to do it. The listener knows what to avoid, what to notice when doing it. Okay. And during the time you deliver the speech, you should look at the audience face, how they are feeling. You should have eye contact with them to feel whether they understand what you are saying. Okay, to check whether you need to repeat again what you have just said. So if it's successfully, the audience can perform the activity you demonstrated, and then your speech has been a success. Như vậy là đối với cái bài này là bài hướng dẫn, và bạn nào muốn biết là mình làm như vậy đã được hay chưa thì chúng ta sẽ phải check trong quá trình nói, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái facial expression để đoán, ok, và mọi người có hiểu không, và xong rồi thì nếu mọi người làm được, làm đúng theo cái hướng dẫn của mình thì đó là một cái success, một successful presentation. Ok. Đối với cái phần hướng dẫn á, thì chúng ta có thể là làm bằng tay, có thể là dùng PowerPoint nhiều, và trong trường hợp mà ở xa thì chúng ta có thể là làm một cái video để mà hướng dẫn. Trong video thì nó sẽ có thuận lợi cho cái người, ví dụ như các em mà làm á, thì nó sẽ có thuận lợi là đa số những cái trường hợp mình hướng dẫn này thì chúng ta sẽ quay cận cảnh vào những cái steps, các cái bước làm. Và lúc đó thì mình không có phải tập trung vào việc là ghi nhớ cái lời thoại, cái câu nói của mình là chúng ta có thể đọc để mà lồng ghép vào cái video. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta làm offline thì các em phải học thuộc lời và phải nói cho nó trôi chảy, đọc thì nó sẽ dễ hơn cho mọi người. Tuy nhiên là nếu mà làm offline thì nó sẽ có cái khó khăn là ví dụ như lớp đông thì chúng ta hướng dẫn một số người chỉ ngồi ở trên là quan sát được thôi, và cái phần mà ngồi phía dưới thì sẽ gặp khó khăn trong quá trình quan sát. Ok, thì khi mình làm nó, chúng ta phải đưa cái tay cao lên, hoặc là kết hợp thêm PowerPoint thì mọi người dễ nhìn. Kỹ thuật ở đây là gì? Một trong những cái yếu tố của physical message rất là cần thiết ở đây đó là voice inflection, okay, và posture. You need to do good posture to show your confidence. Đứng để cho thấy sự tự tin giống như cô này. You need good eye contact to confirm that the audience understand the steps you are demonstrating. You need good gesture to demonstrate each step clearly. And finally, you need good voice inflection to emphasize the keywords to the audience. The keywords the audience should remember at each step of the demonstration. So here you need to use the voice inflection, you need good posture, you need good gestures. So to prepare for the presentation, you need to separate the steps. Để làm được thì thông thường các em phải chọn ra một cái activity, sau đó mình phân chia từng cái step, từng các bước cho nó rõ ràng. You can use a storyboard like this to help you prepare, and then use photos to draw or drawings to illustrate each step. Các em có thể dùng hình để mà chúng ta bỏ lên trên cái slide của mình, minh họa thêm cho nó rõ.
Thông thường là nhớ chia ra các bước cho nó rõ nha, bước nào từng cái bước cho nó dứt khoát. Vậy thì chúng ta sẽ coi là cô này hướng dẫn làm như thế nào, trong đó có bao nhiêu bước nha. Và chúng ta sẽ nhận xét thử xem là cô này demonstrate các bước nào, nhận có bao nhiêu bước, đó là những bước nào, và trong mỗi bước thì có những cái warnings, những cái cảnh báo gì. Okay, I will share another thing, share the video. Just wait a minute. Cô sẽ chọn cái video có phụ đề luôn, các bạn coi luôn. Today, we are looking at the demonstration speech. A demonstration speech tells the audience how to do something, how to build something, how to operate something, how to play something, or how to cook something. Good morning. Good morning. Today I'd like to demonstrate how to make a tuna sandwich, a simple snack that's just packed with protein. Okay, so this is a simple snack. Snack, một món ăn nhanh đúng không? That's just packed with protein. Nhưng mà rất là giàu, giàu protein. There are six simple steps. First, toast two pieces of fresh wheat bread. But be careful. Be careful not to burn the toast. It's happened to me more than once. Next, open the can of tuna and be sure to drain the oil. After that, while the bread is toasting, cut one fresh, crisp, green cucumber into thin slices. But be careful. Be careful not to cut your thumb. It's not a cucumber and it's not even green. Next, spread the tuna on the toast, put the cucumbers on top, and sprinkle with black pepper. But be careful. Be careful. Too much black pepper is not good. Black pepper goes a long, long way. Put the two pieces of bread together, slice the sandwich in half, and make sure you slice the sandwich and not your hand. Cooking can be very dangerous. Finally, serve with fresh fruit and vegetables. Bon appetit. Okay, let's watch again one more time. So how many steps are there? Six. Okay, six steps. Today, we are looking at the demonstration speech. A demonstration speech tells the audience how to do something. How to build something, how to operate something, how to play something, or how to cook something. Good morning. Good morning. Today I'd like to demonstrate how to make a tuna sandwich, a simple snack that's just packed with protein. There are six simple steps. First, toast two pieces of fresh wheat bread. Okay, so sometimes you need to say the words very clearly and slowly like this to emphasize that you should choose fresh wheat bread. Okay, so choose two pieces of fresh wheat bread, but be careful. But be careful. Be careful not to burn the toast. It's happened to me more than once. Next, open the can of tuna
and be sure to drain the oil. Okay, be sure to drain the oil. It is also a reminder. Okay, open the can of tuna and be sure to drain the oil. So usually the people, the manufacturer put some oil on the surface of the canned food to keep it, to store it for a long time. So we shouldn't use that kind of oil and we should drain it. Như vậy cái phần dầu ở phía trên các cái đồ đóng hộp này thì chúng ta nên đổ đi. Be sure to drain the oil. After that, while the bread is toasting, cut one fresh, crisp, green cucumber into thin slices. But be careful. Okay, into thin slices. You know, when you use the word thin slices, she also used the gesture to show that the thin slices, okay? Be careful not to cut your thumb. It's not a cucumber, and it's not even green. Next, spread the tuna on the toast, put the cucumbers on top, and sprinkle with black pepper. But be careful. Be careful. Too much black pepper is not good. Black pepper goes a long, long way. Put the two pieces of bread together, slice the sandwich in half, and make sure you slice the sandwich and not your hand. Cooking can be very dangerous. Finally, serve with fresh fruit and vegetables. Bon appetit. Word to wish you have a good meal, okay? What a great demonstration. I'll certainly be careful the next time I make a tuna sandwich. Terry did a great job using the physical message to support the visual message. She used gestures to demonstrate each step and voice inflection to emphasize what we should remember and what we should be careful of. So don't forget, have fun in your speaking of speech demonstration speech. Best of luck. So for this presentation, we have a format. You're going to instruct, you're going to demonstrate how to do something, how to build, how to operate something, how to play something, how to cook something as well. You make a demonstration speech. You can prepare a storyboard and you can start prepare some photos to illustrate, but it shouldn't be too long, make it short. Chỗ này thì các em nhớ là mình chọn nội dung để trình bày ngắn gọn hơn ha. Bài này thì bữa sau các bạn sẽ trình bày cho cô. Có hai phương án, một là mình làm sẵn phần video và hai là các em trình bày trực tiếp. Trình bày trực tiếp ở đây là trực tiếp ở online á. Còn nếu bạn nào muốn làm ở trên lớp thì các em sẽ xin cô là mình làm delay để bữa sau mình làm, nhưng mà vẫn có một cái bài demonstration speech. Chủ đề thì nó sẽ là đa dạng, how to make, how to do, how to play, how to operate, miễn sao là có cái phần hướng dẫn. Mà nhớ là mình sẽ chia ra các cái steps để hướng dẫn. Như vậy có ba phương án, một là chúng ta làm video, chúng ta nộp thôi, thứ hai là chúng ta làm trực tiếp với audience nhưng mà làm online, và thứ ba nữa là chúng ta làm với trực tiếp với audience nhưng mà làm offline. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo luôn là visual message. Visual message này cũng liên quan tới phần mà các bạn làm, đã làm và đang làm cũng như là sắp làm ha. Bài thuyết trình nào mà mình có dùng PowerPoint thì hầu như đó là đều liên quan đến visual message. So visual message, what is that?
people say that one picture is worth a thousand words. To save time, if you want to save time explaining something, use visual. We will show the visual images, but just don't tell them with words. Okay, people don't need a slice with a lot of words. Chúng ta thấy là ở đây chúng ta có một số cái slide, và slide thì thông thường chúng ta sẽ chèn thêm hình ảnh, tranh, minh họa. Đây là những cái slide mà được gọi là effective visuals. Effective, okay? So what are effective visuals? It means the images we show the audience. And when we show the audience something, we should also explain them. We will guide the audience through visual, emphasize what they need to remember, what they need to notice. Đó, cái phần những cái phần thông tin này thì thông thường các bạn ít trình bày những nội dung mà có sơ đồ, biểu đồ, nhưng mà đối với hình ảnh cũng thế, mỗi lần chúng ta show lên thì các bạn để ý là mình phải explain, phải nói về chúng. Như em thì trên một cái slide cùng một nội dung luôn, ví dụ như là nói về nói một cái ý thôi là ví dụ như traffic jam, okay. Thì từ cái từ traffic jam đó các bạn search, và các bạn search được rất là nhiều hình khác nhau, và sau đó để mà mình thấy cái hình nào mình cũng thích cả, nên là nhiều bạn thì cứ để là bên trái một cái, ở giữa một cái, bên phải một cái, ở trên, ở dưới, rất là nhiều hình, nhưng mà chung một cái nội dung là traffic jam. Vậy thì trong trường hợp đó, các bạn lúc mà làm presentation thực sự thì các bạn lại bấm cái nút space để nó chuyển, nó hiện ra hình thật là nhiều. Các bạn thậm chí là mỗi cái hình như vậy các bạn cài một cái hiệu ứng nữa. Và cài hiệu ứng xong rồi, khi mà trình bày thì không nói gì cả, cứ bấm next cho cái hình nó hiện ra cho hết để chuyển qua cái slide sau. Như vậy, khi chúng ta bỏ vô đó, nó chẳng có mục đích gì cả. Và khi mình show lên và khán giả coi là tự nhiên mình đứng mình bấm qua cho nó qua, khán giả cũng ngơ ngác hỏi là ủa cái đó bỏ lên làm gì, xong rồi bấm sao bấm qua nhanh vậy. Thực ra chẳng có ai lên tiếng hỏi cả, nhưng mà cảm thấy là một cái hành động rất là kỳ quặc. Thì các bạn để ý là cái lỗi đó rất là nhiều bạn mắc phải, bỏ rất là nhiều cái stuff lên trên một cái slide mà chẳng có nói gì hết á. Lưu ý là gì, mỗi thứ mà chúng ta bỏ lên đều có một mục đích cả. Okay. Không chỉ là show mà còn phải explain nữa. Và chúng ta làm sao để cho nó lượng thông tin nó càng cô đọng càng tốt, chứ đừng có dàn trải thật là nhiều hình. Biết là okay, it's good, the picture is shows a lot of meanings, okay, but don't put a lot of pictures with the same meaning. Visual method is very important. Why? Because it even if you stumble over sentences, it means we say something but the audience cannot understand our English. It's very hard for people to hear what we are saying. My English is not good, they can't understand, we mispronounce the words, etc. However, with the help of slides, with pictures, with graphs, with numbers on the slides, the audience will remember. Okay. Như vậy là trong trường hợp chúng ta nghĩ là mình nói hơi khó nghe, thông tin nói có thể là phát âm sai, các con số có thể người ta nắm bắt không dễ dàng, thì chúng ta sẽ dùng các cái visual để hỗ trợ thêm. Okay, now we are going to watch videos. The first one. You would just watch and just feel how did he do? Did he do a good job? Did he do it badly? And did you notice any problems with his visuals? And now let's with the first one. Okay, the first presentation. To show you
Welcome to the visual message. Today, we are focusing on effective visuals. Now, what does effective mean? We'll let you be the judge. Let's look at two presentations on a new environmentally friendly car. Which one do you think is more effective? Good morning. Good morning. I'm very pleased to have the opportunity to introduce to you the exciting new hybrid car, the Green Machine. Today, I'd like to talk about 3 points. First, futures. Futures. Second, popularity. Popularity. And third, Mark's hair. Whatever. Okay. This first slide shows 3 main advantages. Well, yeah, there you have it. That certainly says it all. Okay, first, this next slide will show you the popularity of the Green Machine. May, 8,140, June, 8,120, July, 8,880, August, 8,920, September, 9,230, October, 20,912, November, 60,732, December, 70,322. Thank you. And this next slide will show you the the Green Machine market share. Market share. Okay, the Green Machine, manufactured by GNW, the Model H by Cars R Us, the Lemon by Board Motors, Iron Lady Z, manufactured by Heavy Metal Motors, and the Total Pet by the Total Auto Company. In conclusion, remember, if you care about the environment, if you believe in recycling, you'll love the Green Machine. Green Machine is sold on a first-come, first-served basis. Performances based on standard ratings may vary depending on local driving and weather conditions. Thank you for your attention. Okay, so can any one of you tell me the problems with his presentation? Any problem there? Bạn nào có thể chỉ ra những cái problem của bài thuyết trình này không? He took the car Just look at the slides and talk. Okay, look at the slides and talk. Thank you. Anything else? Don't know exactly the word. Three step. It means he says the words not clearly, not fluently. Yes. Okay. So he repeats the word several times. He even doesn't know how to pronounce the words correctly. Okay. Anything else? Okay, let's see. Let you be the judge. Let's look at 2 presentations on a new environmentally friendly. Visuals. Now, what does a friendly car? Which one do you think is more effective? Good morning. Good morning. Okay, you can see the first thing here is his posture. Okay, his posture. The way he stands is not a comfortable and confident way of standing.
very pleased to have the opportunity. And you see, look at the way he holds the sticks in his hand. I'm very pleased to have the opportunity to introduce to you the exciting new hybrid car, the Green Machine. Today, I'd like to talk about 3 points. First, futures. Okay, here, as you have mentioned, he doesn't know how to pronounce the first word, features. Okay, he said future, future is features. Futures. Second, popularity. 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 And third, Mark's hair. Whatever. Okay. This first slide shows 3 main advantages. Okay, so what do you think about the first slide? Cái slide này các bạn nghĩ sao? Nhiều chữ. Okay, too many words on the slide, right? Okay. Well, yeah. Đây là full sentences, paragraphs of words. Okay. There you have it. That certainly says it all. There you have it, and that certainly says it all. Okay, that's too many words, and he couldn't read it. He couldn't summarize the main ideas. So he says, there you have it. Đó, các bạn có thông tin ở trên đó đó. Okay, that certainly says it all. Trên này nói hết rồi đó. Okay, he doesn't know what to emphasize, what to repeat, what to summarize. That certainly says it all. Okay. First, this next slide will show you the popularity of the Green Machine. May 8,140, June 8,120. Okay, how about this slide? Đây là tên của các tháng và sau đó là phần sales bán được bao nhiêu. July 8,880, August 8,920, September 9,230, October 20,912, November 60,732, December 70,322. Okay. Thank you. And this next slide will show you the the Green Machine market share. Okay, market share, and this is Mark's hair. Very not confident at all, right? Market share. Okay, the Green Machine, manufactured by GNW, the Model H by Cars R Us, the Lemon by Board Motors, Iron Lady Z, manufactured by Heavy Metal Motors, and the Total Pet by the Total Auto Company. In conclusion, remember, if you care about the environment, if you believe in recycling, you'll love the Green Machine. Green Machine is sold on a first come, first serve basis. Okay, chúng ta đang nói về cái phần slide trước thì nó sẽ có một cái problem như thế này. Chưa kể đến cái việc là explain, chúng ta có 2 nội dung lận. Một bên là effective visuals và thứ hai là explaining visual. Thì cái phần mà giải thích những cái gì trên cái slide thì chúng ta chưa có tập trung vào bài này. Bài này là đang về thiết kế slide đã. Bây giờ các bạn sẽ chuyển qua cái phần sắp và xác định những cái slide này có vấn đề như thế nào và sửa lại. Để cô show cái trang sắp cho các em. Rồi, chúng ta sẽ có những cái problem như thế này và solution. Ta sẽ cùng nhau improve và tìm ra giải pháp để mà sửa những cái problem này. Đây là problem của slide đầu tiên nè. Slide số 2 nè.
Ok, đợt này ở nhà cô cũng mang khẩu trang dạy cho nên là nó hơi kỳ kỳ. Chỉ sợ nó đang ủ bệnh rồi nó lây qua người già rồi em bé. Cho nên ở nhà cô cứ mang khẩu trang suốt à. Tại vì tiếp xúc quá gần với F0. Lớp mình có một số bạn là đã từng F0 rồi nè. Rồi bây giờ cái slide đầu tiên, cái solution của mình là gì mấy em? Ngọc Tú. Cô là user response size for user response size. What? The solutions. Yes. What is the solution for the first line? Use a lot font size. Use a lot of font size? Yes. A lot of font size. Ở đây bạn nói là trên này font size nhiều quá. Nhiều quá hay là mình nên dùng nhiều font size? Sử dụng cái font size nó bự hơn đó cô. Bự hơn thì đâu có nói là a lot of. Em nói là a lot. A large font size cũng chưa giải quyết được vấn đề. Nếu mình nhịp font lớn lên thì chưa giải quyết được vấn đề. Avoid sentences. So if we avoid sentences, how do we put them? Chỉ ghi cái ý chính của mỗi cái okay, we write keywords, key phrases. Okay, keywords, key phrases in a bigger size, right? Như vậy chúng ta sẽ đọc nè, xong rồi chọn ra đâu là keywords, main ideas. Chúng ta chỉ ghi keywords thôi. Và tất nhiên là phông chữ lớn hơn giống như bạn Tú nói. Và
Thêm một điều nữa, nếu mà chúng ta để như thế này, các bạn sẽ thấy là có xu hướng là speaker sẽ là người không phải là speaker nữa mà là reader. Reader là vì sao? Tại vì đứng mà đọc slide. Và việc đọc slide khi mà có người đứng ở trên và đọc cái slide thì khán giả ở dưới sẽ làm cái gì các bạn biết không? Khán giả ở dưới sẽ không có nghe cái người đó đọc mà tự mình sẽ ngồi và lướt mắt qua các cái dòng thông tin này coi có gì không. Mình thực ra nhiều như vậy họ cũng nản, họ cũng chẳng có thấy main ideas nào được highlight cả, và họ sẽ tránh không có nghe luôn, họ sẽ bỏ qua, làm ngơ. Là việc đọc thôi mà, đúng không? Đọc thôi. Còn nếu ai mà muốn kiếm thông tin thì họ sẽ tự mình đọc để rút ra được ý chính cho bản thân mình. Còn nghe cái người đó đứng đọc nó cũng vô ích à, đúng không? Bạn đọc được thì mình cũng đọc được. Và bạn đọc chẳng có âm nhấn, chẳng có main ideas nào được nhấn mạnh thì thôi mình tự đọc để mình tìm main ideas. Còn không mà nếu không có quan trọng lắm thì thôi mình bỏ qua, mình không có thèm nghe. Thì đó là sẽ là một số cái phản ứng nếu chúng ta show những cái slide dạng như thế này lên. Thói quen của mình là khi mình trình bày, mình muốn là mọi thứ nó có sẵn trên cái slide để mình đọc. Nhưng mà như vậy là nó vô tình làm cho cái bài thuyết trình của mình nó không có hiệu quả. Mấy cái câu này là để đọc hết đó nghe. Ví dụ như là in addition, rồi nói chung là câu ở dạng là complete sentences là các em tránh nha. Tránh không có để complete sentences. Câu này nè. The best thing about the green machine is that it is economic to drive. Như vậy đầu tiên, ý đầu tiên rất là rõ ràng là gì? Nó tiết kiệm. Tiết kiệm. The cream machine's patent hybrid engine has an estimated combined city highway 51.5 miles per gallon rating. Một gallon xăng thì đi được 51.5 dặm, đi cả trong thành phố lẫn đường cao tốc. chạy được 51.5 dặm. In terms of percentage, this means that the cream machine gets 18% more miles per gallon than the average new order. Và so với những chiếc xe, dòng xe bình thường, trung bình, thì nó, cái dặm đi ấy, nó nhiều hơn 18% trên một gallon xăng. And it translates into a saving for owner of 18 on gasoline. Và đồng nghĩa là cái người sở hữu chiếc xe thì sẽ tiết kiệm được 18% tiền xăng, gasoline. Ratings are based on estimated mileage for model year 2010. Note that for 2010 models, the way that the estimated economy ratings were determined were revised. Cái cơ sở để so sánh là những cái dòng xe năm 2010. Những cái này thực ra nó không có tập trung vào cái ý là economic tiết kiệm kinh tế. Thì những cái câu sau thực ra chúng ta cũng không có cần phải đưa lên slide. Nếu cần thì chúng ta nói thôi, chứ thực ra nó không có phải là main idea thì chúng ta bỏ đi. Hoặc là ý thứ hai, a second related feature is that the patent hybrid engine generates less pollution. Đó, cái động cơ này là gọi là gây ra ít ô nhiễm hơn. The cream machine generates 70% less smoke. Lượng khói nó thải ra là ít hơn 70%. And other gases that have the proven to contribute to global warming. You can do your part in reducing global warming. Đó, các bạn có thể góp phần vào việc là giảm hiện tượng trái đất nóng lên. Be part of the solution. Các bạn hãy chung tay góp sức. Test drive a green machine today. Các bạn cứ ra lái thử một chiếc thì sẽ thấy. Okay, test drive. Đây là một cái lời kêu gọi, thực ra có cũng được, còn không thì phần này chúng ta nói thôi. Thì chủ yếu ý thứ hai là tập trung vào việc là nó giảm ô nhiễm môi trường, giúp hạn chế hiện tượng là global warming.
Number three, in addition to emitting fewer dangerous gases and pollutants into our planet's atmosphere, the green machine contributes to reducing noise pollution, a particularly important factor in city driving. Thứ ba là gì? Reduce noise pollution. Thứ ba là nó sẽ giảm tiếng ồn. Ok, đây là một yếu tố quan trọng trong thành phố, việc lái xe trong thành phố. Ý thứ ba sẽ là reduce noise pollution. Cái thứ hai là less air pollution, thì cái này là oil pollution. The green machine has been rated by Driver and Car magazine as being 8 decibels quieter than the average new car. Vậy thì nó ít ít ồn hơn so với một cái chiếc xe mới là 8 đơn vị. Đơn vị ở đây, đơn vị về đo về âm thanh là decibels. In both the starting and driving phases, the green machine has been rated as quieter. Và chút nữa các bạn khi mà mình nghe các bạn đã trình bày lại với cái từ quieter thì mình để ý là khi mình nói từ quieter là cái giọng của mình sẽ vặn nhỏ lại, mình sẽ nói từ này nhỏ hơn để thu hút sự chú ý của người nghe. This gives you, the driver, a safer, more comfortable driving experience. Như vậy khi lái xe này bạn sẽ có một cái trải nghiệm sẽ lái xe an toàn và thoải mái hơn. Như vậy solution ở đây thì chúng ta sẽ chọn ra ba ý và chúng ta gạch ba ngang qua đầu dòng. Thứ nhất là more economic, less air pollution và less noise pollution. Đó là ba ý chính và từ đó chúng ta sẽ triển khai ra. Slide số 2 này các bạn thấy mình nên trình bày như thế nào? Các bạn có gợi ý gì để mình chỉnh cái slide này lại không? Dạ, em nghĩ là nên trình bày bằng biểu đồ cổ của cô. Vì sao? Vì vậy như vậy thì cho nó dễ nhìn vô là mình dễ hiểu của cô. Biểu đồ cột khi mình nhìn vô là mình thấy cái độ lên xuống của mấy cái cột. Coi nó tăng hay giảm. Thực ra con số thì người ta không có để ý lắm, người ta chỉ muốn thấy là cái xu hướng phát triển nó như thế nào. Nhìn vô như thế này thì hơi khó thấy, nhưng mà nếu chúng ta để biểu đồ cột giống như bạn nói là từ tháng 5 cho tới tháng 12 thì người ta sẽ thấy cái xu hướng phát triển, lượng bán hàng tăng hay giảm, tăng nhanh hay tăng chậm, nhìn cái sự chênh lệch giữa các cột thì sẽ thấy. Slide số 3 thì bạn này đã chuyển sang dùng biểu đồ rồi. Các bạn thấy là có vấn đề gì không? Any problems here? Các bạn có nhận ra lỗi gì không? Đã chú thích màu rồi mà còn đi xem ở dưới á, bộ đồ ấy con. Màu với là cái gì ở dưới biểu đồ? Kiểu não ghi chú màu xanh là của GM, màu vàng là của Model H, nhưng mà ở bên dưới á, biểu đồ cột đó vẫn còn ghi tên của GM và Model H. Là dư á hả? Như vậy chúng ta chỉ cần ghi chú một lần thôi đúng không? Ok. Rồi, còn cái lỗi gì nữa không? Bạn nào có thể nhận ra lỗi gì đây nữa không? Ở đây là lỗi chọn dạng biểu đồ không phù hợp. Có dùng biểu đồ nhưng mà cái biểu đồ mình chọn không có phù hợp. Market share nói về thị phần. Và khi mình đã nói về thị phần là mình chia ra cái hãng này chiếm bao nhiêu phần trăm trên thị trường, hãng kia chiếm bao nhiêu phần trăm trên thị trường. Và khi mà cô đã dùng cái từ phần trăm là các bạn biết là mình nên dùng biểu đồ hình bánh, hình tròn á. Chia, tại vì mình đang chia phần trăm. Và nếu mình cộng lại thị phần của 5 cái dòng xe này thì nó sẽ cộng lại là 100%.
Cho nên mình sẽ lấy 100% và mình chia ra, mình vẽ lại, không có dùng biểu đồ này. Và khi mà nhìn vô thị phần thì sẽ thấy là miếng bánh ai to hơn, miếng bánh ai nhỏ hơn. Conclusion. Slide này có vấn đề gì? Hồng Gấm. Rồi. Các em thì em nói đi, các em xong rồi em chưa nói gì cả. Dạ thưa cô. Các em nghĩ cái của cái style này là sao? Em chưa nghĩ ra được một câu. Khánh An. Khánh An biết không? Dạ có em cô. Rồi cái này theo em là nếu sửa thì mình sửa gì? Em thấy là nó thừa cái phần ở trong mặt á cô mà. Em đọc. Thừa cái phần ở trong mặt. Thường cái phần ở trong ngoặc, phần trong ngoặc này thì chữ nó cũng khá là nhiều đó, một câu khác hai câu dài. Ok, Khánh An cho là nó thừa cái phần ở trong ngoặc. Bạn Mỹ Tiên thấy sao? Dạ em cũng thấy là nó bị thừa cái phần trong ngoặc đó cô. Ok, các bạn nào có ý kiến khác không, ngoài cái việc là cái từ trong ngoặc bị thừa? Any other ideas? Ngọc Sang thấy sao? Dạ em cũng giống bạn, em chưa tìm ra được cô. Tú Nhi vắng nè, Ngọc Linh vắng. Thảo Ly vắng ha. Ly vắng. Lê Thị Hồng vắng. Rồi bạn Hương thấy có lỗi gì nữa không? Cô em cũng thấy cái phần ngoặc này nó bị dư quá. Cái phần ra là đây người ta bảo như thế này nè em, một cái slide, một cái bài thuyết trình chuyên nghiệp á, như các bạn thì khó nhận ra cái lỗi này. Tại vì mình hay làm những cái bài thuyết trình cho nó vui, cho nó dễ thương. Mình không có nhận thấy, nhưng mà thông thường với mức độ gọi là chuyên nghiệp thì các bạn đừng có dùng bong bóng, hoa, bướm bướm, rồi những cái hình thật là cute mình để lên trên cái slide. Nó sẽ thấy là nó không có được chuyên nghiệp. Ok. Không có được chuyên nghiệp lắm, cho nên là chúng ta tránh dùng những cái hình như thế. Font size ở đây cũng khá là nhiều, màu khá là nhiều luôn, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, nhiều lắm, nó rất là rối mắt. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta coi là nếu mà cải thiện chúng ta sẽ coi một cái bài thuyết trình tiếp theo. Bài thuyết trình này bây giờ đã sửa slide, cách nói của bạn này cũng thay đổi luôn, chuyên nghiệp hơn, thì nó sẽ được sửa như thế nào nha. Okay.
Okay, let's continue. Oh, như cô chưa có share mình thân. Performances based on standard ratings may vary depending on local driving and weather conditions. Thank you for your attention. Good morning. Good morning. I'm very pleased to have the opportunity to introduce to you the exciting new hybrid car, the Green. Okay, các bạn thấy là đầu tiên là cái cách đứng này, thứ hai là cách ăn mặc, nó sẽ ảnh hưởng tới bài thuyết trình. Machine. Today, I'd like to talk about three main points. First, features. Second, popularity. And third, market share. Now let's take a look at my first point. Let's take a look at my first point. Features. Now this next slide will show you that it's an economic car. It averages 51.5 miles per gallon. That's 18% more miles per gallon than the average car. What does this mean? This means you're saving money on gas. Secondly, the Green Machine is an environmentally friendly car. It averages 70% less CO2 output. What does that mean? That means you're helping to stop global warming. Now, third, the Green Machine is a quiet car. It's 8 decibels quieter than the average car. What does that mean? You're lowering noise pollution. Now, the bottom line is this. It's an economic and environmentally friendly car. Up to now, I've shown you the special features of the Green Machine. But is it popular? Do drivers like the Green Machine? Let's check sales. This next slide shows sales by month. The key points are here. Sales are increasing. Popularity is increasing. What does this mean for the market share? Let's take a look at the next slide. This shows sales by the best-selling cars. This is the Green Machine. As you can see, the environment needs your special help. So, be part of the solution. Trade in your old car for the Green Machine today. In conclusion, I'd like to point out that the Green Machine is an economic and environmentally friendly car. It is growing in popularity. And finally, please remember the market share. It needs your help. So, go out and get a Green Machine today. Thank you very much for your attention. Well, the second presentation was much better. The visual message was much stronger. For your next presentations, remember these 5 simple tips. Tip number 1, keep the background simple. No balloons, no flowers, no mountains. Tip number 2, show keywords, key names, and key numbers on the slides. Even if you mispronounce them or mistake them, the audience will still understand your message. Tip number 3, avoid sentences. Use keywords or images. Reading sentences to the audience will put them to sleep. Your job as a presenter is to explain the keywords or the images on the slides, not just read to the audience. Tip number 4, choose the right slide for the right message. There are many types of graphs. Make sure you pick the best graph or image to communicate your message to the audience. Finally, tip number 5, use a simple conclusion slide. Your job as the presenter is to make sure the audience remembers your message. A simple conclusion slide will help you do that. So, whether you use a computer presentation, a whiteboard, or just poster paper, these tips will help you create more effective visuals in your next Speaking of Speech presentation. Best of luck. Okay, so we have watched how the presentation was improved, right? Và xong thì mình thấy là bài thuyết trình đó đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Nói trôi chảy hơn thì cái việc mà nói trôi chảy hơn rồi giải thích này nọ thì đó được về phần explain, nhưng mà đối với các cái slide các bạn sẽ thấy là nó thể hiện là chuyên nghiệp hơn.
chúng ta nên chọn nội dung để chúng ta bỏ lên trên cái slide cho hợp lý. Đó, thì mình sẽ thấy là giải pháp đã được đưa ra rồi nè, đúng không? Từ ba cái nội dung rất là dài ở đây thì sẽ được tóm gọn. Bài thuyết trình của tôi sẽ gồm có 3 phần: features, popularity, market share. So we use an overview chart. Khi nào bắt đầu bài thuyết trình đó, các bạn cũng nhớ cho cô một cái slide. Slide này là slide nói về overview. Overview thì các bạn hay cái xu hướng các bạn hay làm overview, hoặc mình có một cái từ khác gọi là outline á, cái dàn ý các bạn hay nói vậy nè. Bài thuyết trình của tôi sẽ gồm có thứ nhất là giới thiệu, thứ hai là, thứ ba là gì đó, và thứ tư là kết luận. Vậy thì mình thấy người ta hướng dẫn mình ở đây là không cần cái số 1 là introduction và thứ ba là in conclusion. Cái đó mình nói thôi. Ok, còn đây là ba nội dung chính trong cái phần thuyết trình của bạn này. Không cần phải introduction đâu, ba nội dung chính sẽ được gọi tên ở đây. Green Machine Features, thì đây là đầu tiên là các đặc điểm. Từ cái số 1 là Features ha, thì xuống đây là số 1 là đặc điểm. Vậy thì trong cái phần đặc điểm là sẽ nêu ra ba ý là tiết kiệm, rồi ô nhiễm, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ô nhiễm tiếng ồn. Và ở dưới này thì mình gọi là một cái bottom line. Bottom line là giống như là ý mà mình rút ra, hoặc là một cái ý quan trọng được nhấn mạnh, được rút ra đó. Economic and environmentally friendly. Xe này rất là tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Vậy thì giải pháp này được đưa ra đó là gì? Large font size, avoid sentences and use simple background. Các bạn thấy như vậy là trong quá trình mà mình dùng cái slide thứ nhất là outline, các bạn có ba chữ này, thì cho dù mình có giống như cái bạn nam này mà không có biết đọc cái từ popularity, không biết đọc từ features, từ market share, mà mình có một cái slide này, thì thứ nhất là nó giúp mình nhớ từ. Thứ hai nữa là nếu mình có đọc sai thì khán giả cũng biết mình đang nói đến ý gì. Nhớ nha. Background thì mình cũng cần có dùng những cái background gọi là phức tạp quá, nó sẽ làm cho ý nó người ta nhìn bị phân tâm. Cái background như background màu xanh này là nếu hơi bị tối thì thông thường chúng ta chọn màu đơn sắc đi, hoặc là cái gì mà thật là đơn giản. Cái này hồi nãy bạn đã suggest rất là đúng, là chúng ta nên thay những cái con số và tháng trình bày theo hàng dọc bằng kiểu là dùng biểu đồ hình cột. Biểu đồ hình cột dưới thì chúng ta sẽ ghi là các cái tháng, và các cái cột thì sẽ thể hiện cái sales, sản lượng bán hàng. Solution đã được làm rồi đúng không? Chọn images thay vì từ. Biểu đồ này chúng ta thấy là thay bằng biểu đồ hình cột bằng biểu đồ hình bánh, thì nhìn vô thì sẽ thấy là cái phần thị phần của mỗi hãng xe. Nhìn vô đây thì các bạn sẽ thấy cái miếng màu xanh lá là của hãng Green Machine, mà Green Machine là một dòng xe mới ra và thị phần của nó còn rất là nhỏ, cho nên là bây giờ muốn bảo vệ môi trường, the environment needs your help, các bạn cần phải thấy là gì đó, mọi người đang mua dòng xe này rất là ít, mặc dù cái lượng bán ra thì hàng năm có tăng nhưng mà vẫn không có nhiều, vẫn chiếm thị phần khá ít, cho nên là the environment needs your help. Các bạn muốn chung tay bảo vệ môi trường, các bạn nên đổi xe đi, ví dụ như thế. Và cuối cùng đây là cái slide kết luận. Slide kết luận thì hồi nãy đầu tiên feature nhấn mạnh lại là economic, environmentally friendly, popularity, đó là growing, cái mức độ phổ biến của dòng xe này trên thị trường thì sales ngày càng tăng, ngày càng bán được nhiều xe, market share thì nó vẫn còn thấp, cho nên là needs your help. Rồi, bây giờ các em sẽ thực hành một số bài tập
What are visuals? Visuals thì có nhiều loại. À, chúng ta đi từng loại nha. Loại thứ nhất chúng ta gọi là graphs. Trong đó mình sẽ có vertical bar graph, horizontal bar graph. Vertical này, thằng dọc này, cột dọc. Cái này là cột ngang. Cột ngang thì thông thường chúng ta sẽ dùng để nói về tốc độ, độ dài. Để người ta hình dung cái quãng đường nó dài, ngắn như thế nào, nhìn vô thì nó sẽ dễ hơn. Rồi quãng thời gian bao lâu, dài ngắn luôn. Thực ra khi mình nói về thời gian thì mình hay nói là thời gian dài, thời gian ngắn, cho nên mình cũng hay để cho cái trục này nó nằm ngang. Tốc độ cũng thế. Đó là horizontal bar graph. Ngoài ra mình có là phần pie graph. Pie graph thì chúng ta chỉ làm được trong trường hợp là các cái con số nó cộng lại là 100%. Pie graph to compare sentences, so sánh phần trăm giữa các công ty với nhau. Đây cũng là graph, nhưng mà cái này sẽ là line graph. Line này thì sẽ thể hiện cái trends. Đặc biệt là cái phần line graph được dùng khi mà trên cùng một biểu đồ chúng ta có nhiều cái đường. Vẽ cột thì nó rối quá, nên là có thể là dùng line. Line graph. Xu hướng phát triển ha. Và đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai của mình là pictures. Pictures thì hoặc là chúng ta chọn hình người ta chụp bằng máy ảnh, mình gọi là photograph. Photograph thì nó sẽ có cái lợi thế là nó gắn liền với thực tế, rất là thực tế. Realism to show details, mình chụp cận cảnh thì sẽ thấy được các chi tiết. Còn vẽ, đôi khi mình vẽ là nó không có ra chi tiết được nhiều. Chụp vô là thấy các chi tiết, tóc và tai như thế nào. To create emotion. Okay, create emotion. Có một số hình nó bắt được những cái khoảnh khắc, và khi mà xem hình thì người ta có những cái cảm nhận đặc biệt hơn so với việc là xem tranh, xem hình vẽ. Hình chụp thì nó sẽ mang lại nhiều cảm xúc và thực tế trong cuộc sống hơn. Illustrations. Illustration thì ví dụ illustration là vẽ như thế này. Và các bạn thấy là nếu mà một cái hình các bộ phận trên cơ thể người thì nó có rất là nhiều, nhưng mà phần illustration là người ta chỉ vẽ những cái bộ phận cần thiết thôi. Cần thiết thì mới vẽ. Illustration chúng ta dùng emphasize on key points. We use on, ví dụ ở đây thì không có vẽ mắt rồi não rồi mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ, xương thì không có vẽ vô. Chúng ta chỉ nói về những cái hệ tuần hoàn ở trong thôi. We use an illustration in place of a photograph for a simpler, clearer look. Nhìn như vậy thì nó sẽ đơn giản hơn. Nếu mà mình lấy một cái hình đầy đủ thì nó sẽ khá là phức tạp. Cho nên ở đây suggest là chúng ta nên chọn những cái hình đơn giản như thế này. Cũng là hình luôn. Ở đây là map. So we use a map to show layout and location. A floor plan of a building such as store or train station is one kind of map. Bạn nào có cái bài thuyết trình hướng dẫn về cách đi hoặc là sơ đồ mà hướng dẫn cho dùng một cái máy móc chẳng hạn, thì chúng ta nên dùng illustration hoặc là map. Mình nhìn vô mình chỉ đường đi, hướng qua trái qua phải như thế nào nó dễ hơn. Cái này là diagram. Okay, diagram. So we use a diagram to show the dimension, kích cỡ and features of an object. Diagrams are often used in technical presentations. Đặc biệt là nếu bạn nào thuyết trình về một cái sản phẩm, technical ở đây là kỹ thuật ha, những cái đồ về kỹ thuật. Or product, các cái sản phẩm kỹ thuật, thì chúng ta sẽ dùng diagram nhiều hơn. Chỉ vô cái bút nè. Đây là eraser assembly, có gắn thêm cái cục tẩy, clip, cái này để móc vô áo,
pencil mechanism, những cái thân, những cái bút chì này ha, và lead là chì, chì, cái này là cái bút chì mình hay bấm á. Mô phỏng á, mô phỏng cái trong thực tế của một cái sản phẩm. Như vậy chúng ta có thứ nhất là pictures, photograph, illustration, map và diagram. Và tất cả những cái này thì chúng ta gọi chung là pictures. Dạng thứ ba chúng ta có đó là charts. Và charts này thì chúng ta hay dùng một cái từ khác quen thuộc hơn, đó là slice. Mình hay dùng cái từ là slide. Đây thì dùng từ chart. Thì các cái chart hoặc là các cái slide thì chúng ta dùng nhớ nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái slide giới thiệu về title. Tên của bài thuyết trình của mình là gì? Và em sẽ ghi thêm ở phía dưới cái title này là presenter 2 chấm là tên của mấy em, hoặc là presented by được trình bày bởi 2 chấm tên của mấy em. Thông thường tên của tác giả sẽ được để dưới cái tên của đề bài này luôn. Slide tiếp theo là overview. Hồi nãy ở phía trên thì cái bạn đó không có ghi cái từ overview, không có ghi từ overview mà ghi tên của cái hãng xe là Green Machine cũng được luôn, hoặc là các bạn ghi overview giống như ở đây. Mình có thể gạch đầu dòng, mình có thể đánh số A, B, 1, 2, 3 đều được, cái nào cũng được hết. Và mình không có cần là một là introduction, 2, 3, 4, rồi 5 là conclusion, không cần cái phần đó. Phần giới thiệu dẫn dắt vào và phần kết luận là phần mình nói thôi, mình không có phải share cái gì cả. Những cái slide trong phần thân bài có những ý chính thì chúng ta nên dùng phần bullets, gạch đầu dòng hoặc là gì đó, to show list of details. Note that we don't use complete sentences. Đó. Nhớ là ở đây chúng ta chỉ ghi vài cụm từ ngắn gọn mang ý chính thôi, chứ không dùng câu. Mà câu này là câu hoàn chỉnh. Thế nào gọi là câu hoàn chỉnh? Là một câu mà trong đó các bạn có động từ được chia đúng thì và đúng số. Ví dụ như là he is a teacher thì cái từ is đó là bị dư này, hoặc là we use bullet chart to show, mình ghi nguyên cả câu đó là không được. Tại vì câu đó lúc đó đã có chủ ngữ là we, động từ use được chia ở thì hiện tại đơn với we rồi. Như vậy câu đó là câu hoàn chỉnh và chúng ta sẽ tránh dùng câu hoàn chỉnh. Try to limit your bullet charts to 5 words. Cố gắng là các em cho cô 5 dòng, 5 cái gạch đầu dòng. Và một cái slide, một cái chart như vậy là 5 dòng. Or less, 5 words or less. Và một cái hàng, một hàng như vậy là 5 từ hoặc ít hơn. Đây là 5 năm. Một slide thì có ít nhất, khoảng 5 dòng đổ xuống, và mỗi dòng thì tầm 5 từ đổ xuống. Năm hả mấy em? Thực ra là không có phải cứng nhắc là khi nào cô cũng ngồi đếm từ coi là dòng nào bao nhiêu từ dòng. Nhưng mà nhìn vô thì nó thấy được là cái sự hợp lý và ngắn gọn để không có bị dài dòng quá. Ok. Cái này là flow. Nếu mình cần để thể hiện là làm theo từng bước thì các bạn cho dùng cái flow. Và nhớ để ý cho cô cái phần hiệu ứng. Ví dụ như là mình show ra một lần như vậy cũng được. Còn không thì cô chiếu cái phần màu xanh thôi. Cái phần màu xanh cô sẽ cái flow này cô sẽ cho hiện trước. Nhưng mà những từ như là set your feet, set your hands, eye contact và presentation voice thì nó chưa có hiện liền lúc đó. Nó chỉ ra cái phần màu xanh thôi. Ra phần màu xanh với ví dụ lúc đó cô đang có ý định đó là để cho người nghe họ nắm được là mình sẽ có 4 bước. Thì sẽ có 4 cái dòng màu xanh này. Và sau đó cô sẽ bắt đầu là bước đầu tiên các bạn phải set your feet. Và cô nói đến đó thì lúc đó là cái chữ set your feet nó mới hiện ra. Đó thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Còn nếu mình show hết một lần luôn á là khán giả có vẻ như người ta đọc xong rồi là người ta thôi
hiểu rồi đó, có 4 bước, không cần nghe nữa đâu, người ta sẽ bỏ qua. Trong đó thì mình định là mỗi bước như vậy mình có những cái lưu ý quan trọng mà bây giờ họ không có thèm nghe nữa. Còn có một cách nữa là mình không có nói là sẽ có bao nhiêu bước, mà mình sẽ cho cái đầu tiên hiện ra là set your feet. Mấy cái xanh xanh cũng không có hiện ra trước, hiện ra từng cái luôn cũng được. Nhưng mà thông thường để mình báo trước với họ, với khán giả là có bao nhiêu bước thì chúng ta có thể cho hiện ra bốn cái đó, rồi từ nó sẽ xuất hiện sau. Các bạn thấy là mình sẽ chỉnh nè. Đầu tiên mình sẽ có một cái slide chưa có ổn và sẽ chỉnh lại. Chỉnh bằng cách là gì? Thứ nhất, change a confusing table of numbers into a graph. Nếu mình có một cái bảng số liệu, bảng số liệu này là đi theo tháng nè mấy em, đi theo tháng, thì các em có thể mình vẽ biểu đồ hình cột, biểu đồ hình đường kẻ như thế này, biến nó thành graph. Thứ hai nữa là chúng ta có một cái thông tin trên bảng, nhưng mà thông tin này là về các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia trên thế giới, các văn phòng mới mở ở châu Á vào năm nay, thì chúng ta sẽ lấy cái bản đồ châu Á ra, sau đó chúng ta sẽ đánh dấu các cái địa điểm này. Ok, cái địa điểm này. Các bạn thấy là nếu mình chỉnh lại thì sẽ thấy nó dễ hơn trên bản đồ châu Á. Với biểu đồ, với cái slide nhiều chữ, và ở đây á, thì nó lại đi theo từng bước đó em. Nếu đọc kỹ thì nó sẽ là theo từng bước, tháng đầu tiên như thế nào, 6 tháng tiếp theo, 5 tháng tiếp theo, rồi tháng cuối cùng như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy nếu mà change hiểu, đọc cái này mà không có hiểu thì chúng ta sẽ đọc qua cái phần improve after bên cạnh thì mình sẽ rất là dễ hiểu luôn. Đầu tiên là có một tháng định hướng. All personnel received 6 months of general skills training. Sau một tháng định hướng thì mọi người sẽ có 6 tháng là đào tạo chung, đào tạo kỹ năng chung, đào tạo kỹ năng tổng quát. Sau đó thì sẽ có cái phần technical training. Rồi một nhóm thì sẽ học technical training, một nhóm thì sẽ học sales training. Ai mà làm về kỹ thuật thì sẽ được huấn luyện về kỹ thuật, ai mà làm sales thì được sẽ nhận cái khóa là sales training. Và tháng tiếp theo thì sẽ học về cái training về kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Nhìn vô cái bên phải thì các bạn sẽ thấy nó rõ ràng, đi học là như thế nào thì nó rõ ràng hơn, đúng không? Các bạn sẽ nhớ cái cụm từ KISS. KISS là một từ rất là dễ nhớ, đúng không? Và nó viết tắt của Keep Your Information Short and Simple. Cái từ information có người thì ghi là your information, có người thì hiểu nó một cách nôm na là keep it, chữ it á, keep it short and simple, ngắn gọn đơn giản. Ví dụ như trên một cái slide nhiều chữ như thế này thì chúng ta sẽ chuyển qua chỉ nhớ là keywords and phrases, dùng keywords and phrases, nhớ nha. Từ và cụm từ thôi, không có viết câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, không có động từ được chia. Câu gọi là complete sentence, tránh nó đi, dùng từ và cụm từ thôi. Với các gạch ngang đầu dòng, mỗi dòng như vậy dùng ít từ thôi.
Trên cái slide cái gì bỏ được thì chúng ta bỏ. Ok, bỏ được thì chúng ta bỏ. Eliminate unnecessary information. Cái gì không cần thiết trên slide thì chúng ta bỏ đi để làm cho cái slide nó đơn giản. Eliminate unnecessary details. Những chi tiết không cần thiết chúng ta cũng bỏ đi. Và những cái con số mà lẻ lẻ như thế này mình nên làm tròn. Làm tròn ha. Làm tròn thành 1,2 triệu, làm tròn thành 150.000, làm tròn thành 28.5 triệu. Nhìn vô nó gọn hơn. Rồi, chúng ta đã biết cách soạn slide rồi. Thì đối với những bài sau các bạn để ý cho cô phần slide nha. Đầu tiên vô là có giới thiệu về overview. Các cái slide thì chúng ta để ít chữ và để tranh ảnh gì đó cho nó thật là hiệu quả nhất. Rồi bài này thì buổi sau chúng ta sẽ làm, tại vì sắp tới nên có một cái bài cô vừa mới giao hồi nãy. Để cô chụp. Rồi, sáng hôm nay thì chắc chúng ta chỉ học chừng đó thôi. Rồi bây giờ để cô coi là những bạn nào vắng để cô điểm danh tiếp. Rồi sau đó lớp sẽ nghỉ. Phú Hào vô chưa em? Bài lúc nãy nếu làm thì nộp vào team. À, đúng rồi em. Nguyễn Thị Thảo có không ta? Hình như vắng đúng không? Anh Thi hình như có. Anh Thi có không ta? Anh Thi vắng. Khánh Hòa vắng. Kim Hòa. Phụng Tiền vắng hả? Mi Mận Mi có không ta? Mi vắng nè. Rồi cô đọc tên lại những bạn vắng hôm nay, các bạn confirm bạn nào bị cô gọi tên mà có mặt thì nói nha. Vũ Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Thâm Thảo, Trần Thảo My, Thái Phụng Tiền, Phan Nguyễn Phương Uyên, Kim Hòa, Khánh Hòa, Anh Thi, Nguyễn Thị Thảo, Như Lan, Lê Thị Hồng, Thảo Ly, Ngọc Linh. Em cô Thảo Ly, em có.
Tinh Tú Nhi. Rồi xong. À, rồi các em nghĩ nha, tuần sau cô có nói cô Tú chuyển lịch dạy online cho cô rồi, có gì mình học online thêm tuần nữa coi sao, rồi mình sẽ đi học offline sau. Rồi nhớ làm cái bài kia cho cô nha. Bạn nào không có làm video thì cô sẽ tự hiểu là các bạn sẽ thuyết trình online hoặc là thuyết trình ở trên lớp cho cái bài demonstration, hướng dẫn mọi người làm một cái gì đó ha.